Chào anh em đã quay trở lại với thế giới Dragon City và mình là Thành EZ đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ Heroic Raid. Và ở đây chúng ta sẽ cho 11 con thú ăn này, cũng như là lấy 9 cái food, 9 cái item từ thức ăn. Rồi mình sẽ lấy cái này và mình sẽ tiếp tục là trồng cái loại cây là 50. Và mình sẽ cho một số con thú ăn cái nhờ. Mình sẽ cho mấy con level thấp ăn đi. Ở đây mình đã xây được một cái mảnh của cái tháp đồng hồ rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục gửi mấy bọn rồng vào đấy. Mình sẽ gửi con dung nham này, con siêu âm thanh, con vũ trụ và con Fernando đi. Đấy, bọn này đi thì khỏi nói, xây siêu nhanh. Rồi thì chúng ta sẽ next qua cái quảng cáo phút chút nữa. Tắt quảng cáo này đi này, trước tiên này. Rồi và chúng ta sẽ đi tìm mấy con thú mà cấp thấp cho nó ăn. Ở phía này, cấp 1 đây. Đây là một con rồng cấp biển. Hai con bọ này, ba con bọ này. Mấy con bọ nhỉ? Cần mấy tất cả mấy con nhỉ? 4 con, 5 con, 6 con, 7 con rồi, 8 con rồi, 9 con rồi. Chắc là đủ ấy ta. Xem nào. Xem đủ bọ chưa? Hiện tại ta đang có 10 trên 11 và 5 trên 9 cái food. Nào, chúng ta sẽ tìm các item cái. Tìm nhanh anh em. Đâu rồi, đấy, được thêm một cái rồi. Thêm hai quái luôn. Ngon. Ở chỗ này thì nó sẽ còn là hai cái này và còn là một cái thức ăn nữa thôi là được. Ta sẽ cho con này ăn nốt lên đi. Ta sẽ cho cái con đâu nhỉ? Mình có khá rồng cơ mà. Cấp 1 này, đây chính là cái con rồng samurai. Đã khá là lâu rồi mình không đến động cái con này. Tại vì mấy cái con này thì mình cũng không bao giờ dùng đến cả. Chỉ là cho nó lên cấp để nó tiến hóa cho đẹp và hoàn thành bộ sưu tập, cũng như là thỉnh thoảng có thể là sinh sản với nhau. Ở đây thì chúng ta xong rồi này. Vẫn là 10 trên 11 à? Vẫn chưa được thêm cái con bọ nào à? Nếu thế chuyển sang cái con này đi. Mình cần một con bọ thôi. Xong được con nào ta? Không được một con bọ luôn đấy. Nào nào. Đúng thật là không được con bọ nào rồi anh em. 640 rồi mà không được con bọ nào đây. Để chuyển qua con cấp 5 này. Chắc mình phải dùng một viên game thôi để vượt qua cái vòng này thôi. Tại vì hiện tại là nó hình như là hết rồi sao ấy. Nó có giới hạn số lượng thì phải. Rồi mình sẽ cần thêm hai cái quả này nữa thì phải. Đấy, một quả nữa này, hai quả nữa. Vừa đẹp. Mình còn chỉ còn mỗi cái trên này thôi. Mình sẽ dùng một game đi để vượt qua luôn. Rồi và mình sẽ chiến đấu 10 trận tất cả trong này. Chúng ta sẽ đánh thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ chiến đấu với con Fallen Angel, một con rồng thiên sứ tiếp theo. Và chúng ta sẽ dùng con Chúa Thể Thiên Hà. Mình đang cần cày sao cho nó để lên cao một chút. Vẫn là một sao vàng thôi. Mấy con thiên sứ nó có cái vòng tròn trên đầu này. Mình không có chiêu nào có thể khắc hệ được nó nhỉ. Có mỗi chiêu đầu. Con này là ánh sáng bóng tối. Mình phải có chiêu bóng tối may ra khắc hệ được nó. 9500 máu, đai luôn. Mình có thể là tăng công cho bọn này trong vòng một lượt. Hiện tại bây giờ sẽ là 19 phút thôi. Ở đây sẽ có một con Predator Zodiac Hope, một con Voltage, một con gì ở đây. Con cuối cùng là con Rocket. Toàn con rồng mới thôi, trong ngày toàn rồng mới thôi. Và mình chưa giờ gặp. Rồi mình sẽ trồng tiếp cái food 700 cho tất cả khu vườn này. Và chúng ta cái này ta sẽ thu hoạch hết vàng thôi. Căn bản là tại vì là đợi cái kia rất là lâu. 10 cái sẽ tương đương khoảng 200 phút. Gần 3 tiếng, hơn 3 tiếng một chút mới hoàn thành xong được cái nhiệm vụ đấy. Rồi ok, ta sẽ lấy hết vàng ở đây cái. Và mình sẽ lấy cái viên game ở trong này này. Viên game lấy rồi này. Sinh sản thì đang sinh sản hết rồi. Ấp trứng thì chúng ta sẽ còn một chỗ để ấp trứng riêng ở chỗ này. Rồi thì mình sẽ đi ấp một con rồng gì đó ở trong này. Chúng ta sẽ đi ấp cái con Legendary mà lần trước mình lấy được ấy. Đó chính là cái con Jumping Dragon này. Con đua Dragon còn chưa ấp được cơ. Chưa đủ cấp để ấp. Jumping sẽ mất là 39 tiếng để ấp xong con này. Và nó sẽ có một cái hòm nữa sao? Đúng không nhỉ? Mình có một cái hòm ở trong này. Một cái silver chest, cái hòm bạc.
Mở ra nào, xem được cái gì không? Ồ, 7.000 thức ăn. Thế thôi, chỉ thế thôi, chẳng có cái gì thêm. Ok, và chúng ta sẽ xem nào. Có cái gì sự kiện mới không? Cái này là cái cây thế giới đúng không? Cái cây này làm gì ta? Chắc tiếp mình phải xem tìm hiểu cái cây thế giới này làm gì. Nó có hình như ở mấy con quái vật hay có cái gì trên đấy sao? Và mình cũng không biết chơi cái cây thế giới này kiểu gì. Cái Heroic Ray chỉ còn 4 ngày thôi. Dragonium này, mở rộng khu đất này, VIP Dragon này, Legendary, đang bán một con Legendary 2 hệ 100 game. Chẳng mua làm gì. Ok, và chúng ta sẽ vào và chiến đấu ở trong phần quest nào, xem quest có phần mới không. Vẫn là cái Switzer Cup thôi. Nếu yêu cầu một con hệ kim loại cấp 18 đầu tiên. Ở đây mình có chi phi đó, ngon. Tuyệt vời. Sói vương này và con chú thể thiên hà. Thế lên nào. Máy thế nhỉ. Con chi phi là con Legendary từ ngày xưa của mình. Con này thì siêu yếu rồi. Ok, chiêu kim loại nào. 8.000 máu đấy. Nó đánh thì cũng yếu mà máu thì cũng yếu. Mà mang tiếng là Legendary. 2.000 máu, không biết thủ có khỏe không ta. Ok, nó sẽ đổi sang con này đi. Để cày cấp cho nó. Cày sao chứ không phải cày cấp. Cấp độ thì chỉ cần phải cho nó ăn cơ thì nó mới cày lên cấp được. 9.000. Và mình sẽ dồn toàn bộ thức ăn cho con sói vương của mình lên cấp 30. Cố gắng lên cấp 30. Thì máu nó rất là trâu bò. Có thể là cân tim, hiện tại nó là cấp 25. Và không biết nó sẽ cần bao nhiêu thức ăn cho một lần lên nhỉ. Để dễ mình vào mình xem. Rồi, chúng ta đã xong được một cái phần ở trong cái phần Twitter Cup này. Mình thay đổi ít kinh nghiệm. 800.000 kinh nghiệm. 2 tiếng nữa chúng ta có thể vào và tiếp tục chơi cái đấy. Phía này thì chúng ta sẽ thu hoạch cái này để lấy thêm cái item. Được một cái item này. Tiếp tục là trồng cái 700. Cái con sói của mình đâu nhỉ? Ok, con sói mình ở chỗ này. Rồi, nó sẽ mất 85.000 thức ăn để cho một lần, cho một lần ăn này. Thì nó sẽ nhân với 4, tổng khoảng hơn 300, tổng khoảng 340k thức ăn thì nó sẽ lên được cấp 26. Đây, đây là số lượng máu của nó tầm 40.000 đây. Máu thanh máu gần mắc rồi. Đam thì tầm một nửa. Đấy, đây là cái thông số của nó. Mình có thể xem là thông số tất cả những con Legendary với con hát của mình. Dragon này. Đây, chúng ta xem cái độ hiếm Legendary. So sánh sức mạnh của từng con một. Con này thì đây, con này thì sức mạnh của nó một sao vàng. Máu thì khá thấp, công thì nhìn chung là 3.400. Công 3.400, nhưng mà cái chiêu thức của nó ấy khỏe. Chiêu thức của nó khá là bá. Anh em mình nhìn thấy không? Đây. Rồi, và ở đây ta sẽ so sánh với con Lojati. Con này thì mình cũng không dùng cơ. Con này thì mình còn chưa dùng. Con này có Pure Light. Con Lojati này thì có thể là khá ngon. Vấn đề là mình vẫn để nó ở trong tận trong cái này cơ. Còn con Legendary này thì chúng ta có thể cho nó sang cái khu vực phía dưới này. Nó này thì chỉ có hai hệ thôi. Hệ Pure và cái hệ lốc xoáy này. Nhìn chung thì để xem nào, nó lên được bao nhiêu máu, mình sẽ cho nó ăn lên một chút. Lojati Dragon, đây con Legendary. Nhìn chung khá là ổn, khá là đẹp. Đấy, lên rồi, đang lên cấp rồi. Lên cấp 10 này. Chắc mình sẽ cho nó lên cấp 20 thôi. Để dừng nó ở đấy. Cấp 14, 15. Đấy, đẹp phết đấy. Không, 17 rồi, sắp hết thức ăn rồi. Không kịp lên cấp 20 rồi. Đây là cấp này thôi. Và xem nào, cái lượng máu của nó tầm khoảng 10k. 10k máu thì đúng là hơi thấp. Để máu hơi thấp nhỉ. Đam tầm khoảng 2k. Poor life. Nhìn chung máu này thấp quá. Ít máu quá. Thôi không sao, chúng ta sẽ để đây thôi. Và mình có thể cho thử đánh phát nhờ. Mình sẽ cho vào trong trận chiến cái. Mình sẽ cho vào trong cái phần này. Arena. Chúng ta sẽ bỏ con Hải Long Vương. Con Hải Long Vương còn máu còn nhiều hơn cái con rồng mới này. Con Danny này, con Yoyati, nhưng mà nó không bị sốc đam.
Thế so về lượng máu thì còn khi còn thấp hơn cả cái con vũ trụ của mình. Theo mình thấy là thế. Ôi, cũng là một con sói anh em ạ. Họ thì họ dù không dùng con Lojati mà họ dùng cái con sấm sét. Họ dùng con sấm sét nhiều hơn. Chiêu cào này 9.000 máu. Ok, đánh thôi, nó tầm khoảng 30k, cấp 20. Con này có cấp 20 thôi. 14.000 máu, gần chết kìa. Cho chưa đánh cái, nó có hệ pua thì phải. À, tầm 10.000 máu này. Đấy. Nhưng nhìn đéo này đẹp, nhưng này rất là đẹp. À, chúng ta sẽ có 4 chiêu đây. Hai chiêu này là hai chiêu đánh thường. Chiêu nào mạnh nhất nhỉ? Chiêu này đi. Ui, cái bắn những cái ngọn lửa xanh à, 3.000 máu chứ. Yếu thế. Con này cấp 15 mà máu nó tầm khoảng 8k rồi. Không sốc đam được mình. Làm sao đánh được? À, chúng ta nó có 4 hệ cơ, nhìn hơi khó chịu một chút. À, rồi ok, nó sẽ chuyển sang con này. Đây, chúng ta dùng chiêu đầu tiên. Dùng chiêu đầu tiên luôn. 9.000 máu, chết luôn. Xong cuối cùng là một con Hack Queen. 6.500 máu. Máu thấp quá nhỉ. Bộ này là đều là cái độ hiếm R hay là cái gì đó. Aurora. Khe nó. 9.700. Ok, là đánh một trận thắng rồi. Mình sẽ đang mục tiêu của mình sẽ là lên trên cái mức độ cao hơn. Ở đây ta sẽ có Jumping này. Jumping này. Aqua King. Cũng không có gì cả, mấy con này khá là yếu thôi, không có quá gì à. Khỏe khoắn ở đây cả Aqua King thì mình sẽ dùng một chiêu hệ lá là có thể hạ gục được thôi. Vấn đề là con này thì thôi rồi, mình sẽ dùng chiêu hệ lá luôn đi. Con Jumping thì mình đang up kia. 28.000 máu, chết luôn. Con robot robot cấp 19, máu là 14k. Nó là 3 sao vàng rồi nhá, nên nhớ 3 sao vàng, ánh sáng nào. Đấy, chúng ta có chiêu ánh sáng đây. Hệ pua thì nó khắc chế với hệ gì nhỉ? Ở đây thì có ánh sáng. Một bé này. Ở đây ra sẽ có Jumping. Jumping cấp 13 mà máu nó còn nhiều hơn mình. Vãi thật. À không, nó được cộng thêm được cộng thêm từ cái hệ của nó. Nhưng mà nói thế này vẫn là ngon hơn mình rồi. Jumping Dragon. Hình như nó còn chưa tiến hóa hết thì phải. À, tiến hóa hết rồi. 4.000 máu. Yếu vãi. 1.500. Chứ nó sẽ yếu rồi, chắc chắn là yếu luôn. Chiêu 2 của mình mạnh này. Mạnh được khoảng 5k. Mà là cấp 18 rồi nhá. Con Danny của mình 2.900 này. Rồi ok, ta sẽ dùng pull lại. Nó bắn ra những cái năng lượng rồi. Năng lượng. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào chiến đấu thôi. Ở đây ta sẽ đối đầu với một con Never Grow. Hình như qua mình đấu rồi bộ này rồi thì phải. Lại fighting lại à. Thắng sẽ cộng thêm 15 điểm. Họ là 2.399. Có gì đâu, một mình cũng cân được cả ba con mà. Không phải tí. Lửa 7k đấy, thấm phết nhờ. Rồi, một mình anh cân tất. 25.000 máu, chết luôn. Mày một phát sốc đam chết luôn. Mấy con đấy, mấy cái hệ đầu tiên này rất dễ bị sốc đam mà chết. Chiến binh ta sẽ có bóng băng, đóng băng, đóng băng. Con này thì không một phát chết được luôn, phải hai phát. 30.000 máu, thấy chưa? Sức mạnh H đối đầu với H thì sói vương vẫn là nổi trội hơn so với những con kia. Còn lại một cân tim luôn này. Ghê vãi. Con tinh tinh này chết, 26k máu. Tiếp theo con H nữa. Nó hệ nước thì ta sẽ dùng Rồi mình sẽ để con này phát cuối. Mình có chiêu có thể khắc hệ nó nhưng mình có thể chết ngay bây giờ đây. Chúng ta sẽ dùng con này, dùng chiêu Dear Thunder. Nhơn này, chết 21k. Sau đó mình dùng con kia sốc đam vẫn nữa chết. Có giết được không? Vấn đề là không thể giết được cái chiêu Swap Dragon này. Đâu rồi, sói vương lên.
Nào, chiêu lá một phát 24.000 máu. Chầu vãi. Victory, một chiến thắng đơn giản, nhẹ nhàng. Đây là claim luôn. Motobike VR, Apocalypse và con Stinger Epic. Bọn này thì không đáng đối thủ rồi. Đơn giản thôi. Còn là Motobike cấp 20 nó tầm khoảng 13.000 máu, nó là một sao vàng rồi. Ok, cái này mình sẽ cộng thêm 30% đam này, vì là chiêu lá mà. Mình mới lên được cái mức mới. Kim loại thì ta sẽ có thể là sốc đam được bằng chiêu của con này. Ơ sao mình chọn ma băng vào đây ta? Băng cấp 20. Ma băng lâu lắm không dùng rồi. Ma băng không biết được bao nhiêu máu đây. Apocalypse cấp 21 lửa. Đấy, máu nó trâu này 18.000 máu cơ mà. Ok, con này 15.000 máu cấp 20 và 3 sao vàng đây. Rồi, sốc đan một không em. Hệ lửa, hệ lửa. Hệ lửa thì mình có chiêu chiến binh đây. Phát chết luôn. Không đáng lo ngại. Con tiếp theo. A con Stinger, Stinger Dragon 6.000 máu thôi chứ gì. Kim loại này, ngon. 17.000 máu à, không biết có sốc đan được không. Chết đi, Stinger, Stinger 20k. Yes. Rồi, chúng ta tìm một chiến thắng, thêm một chiến thắng nữa. Và đây chúng ta sẽ đối đầu với High Snow. High Snow dạng 1. High Snow dạng 1 bình thường, có gì đâu. Yếu đằng khác. Úi xời, con sói con. Sói con này. Sói con 21.000 máu. Ai chà, có vẻ ghê ta. Chiêu này sẽ được cộng thêm 30% đam à. Chiêu lá. Rồi. Để đấy con thứ hai kết thúc cho. Swap Dragon. Cắn phát chết mà. Aurora. Khe nó. 10.000 máu, ngon. Con tiếp theo là con Ali. Con hệ bóng tối à. Bóng tối thì có ánh sáng rồi. Đúng khắc hệ luôn là DS Beam. DS Beam. Chết. 10k máu đòi trụ được á. Én ngay. Con này hình như cũng là một con Legendary thì phải. Ái chà, à đúng rồi, chiêu kia nó khắc chế mình đúng không. Rồi, chiến thôi. Lên sao chứ em ơi. 19.000 máu. Chiêu thức con này đam mà mắc to. Chỉ do là máu nó hơi gọi là cùi bắp thôi. Còn một trận nữa nha, nó sẽ vào đây. Con rồng hai đầu, con Asian. Một con rồng từ cái vũ trụ bên kia. Cửa này thì mình được khắc hệ, à được hệ lên tăng mạnh. Có gì đâu. Epic thôi. 17.000 máu. Không quá khó khăn. Để có thể là sốc đam nó mà chết luôn này. 19.000, 20.000 gì à? Ôi có 17.000 gì à? Còn có 100 máu kìa. Rồi, cho anh kia lên cái. Sau này cầy sao lâu thế nhỉ? Cầy mãi mãi mới được có 3 sao vàng. Mà cho nó lát hit liên tục ấy. Có rồng hai đầu vào đây. Hệ lá. Hệ lá thì mình không có hệ khắc chế. Đĩa Thunder cộng vẫn là khỏe hơn một chút. Một phát này 9.000 máu. Mình có thể cho con sói vương của mình đi học thêm skill để nó lên mạnh hơn nữa không nhỉ? Aurora. Khe nó. 8.480 máu này. Con gì đây? Ok, con này thì mình nhìn thấy rồi. Nhưng mình chưa like được. Dear Thunder. The set. The set. Cần tim. Ok, hiện tại thì mình đang có bao nhiêu điểm tất cả đây? 2.400 thôi. Lên cũng khó khăn. 2.463 điểm. Và chúng ta sẽ
Mình đang ở trong phần Nature 1, mình đang leo lên cái phần Nature. Ok, Nature, mình đang Nature 2 rồi. Mình đang cố gắng leo lên cái Electric. Electric 1 thì nó sẽ là 2800 điểm cộng. Mình còn thiếu khoảng hơn 300 điểm nữa. Đây, mục tiêu là lên Ice 1. Ice 1 3600, một phần thưởng. Đó chính là con Frostling Dragon 3 hệ VR. Nhìn đẹp thế này phải có là VR gì à? 50.000 XP, 1 game, 380.000 thức ăn và 300 cái để nâng cấp môi trường hệ băng, hệ ice lên cấp. Rồi. Chúng ta sẽ vào trong cái phần mình sẽ thu hoạch thêm thức ăn đây. Đấy, để lấy thêm cái điểm này thôi. 700 này. Hiện tại nó đang là bao nhiêu điểm rồi? 4/11, còn lâu. Có thể đánh thêm trận nữa không? Chưa đúng không? Nó còn 2 phút nữa nó mới hồi lại được cái này. Ok, thì chúng ta sẽ xem nào. Mình có thể là, đúng rồi, mình còn quên là mình cần phải là tăng công lên một chút. Thôi không sao, chúng ta sẽ vào trong phần Liquid này, chiến đấu 3 trận nốt ở trong này. Chiến, chiến lên. Sói vương thì khỏe rồi. Ô, sao để con này ở đây đây ta? Nhầm. Ok, để con này luyện cũng được. Nhưng mà con này không có chiêu gì khỏe đâu. Cho này đi. Sấm sét à? Sấm sét thì mình có chiêu ánh sáng à? Ánh sáng này khắc chế sấm sét à? Con mèo. 10.000 máu. Tiếp theo là con dung nham kia nữa. Ô, mình lên 2 sao rồi. 17k máu rồi. Ổn đấy. Lên 3 sao bán chắc tầm khoảng 18k máu. Nhìn chung là nó cũng đỡ chết hơn một chút. 10.000 máu. Mấy bọn này thì đánh nó không khỏe đâu. Yếu mà 2.000 máu. Lúc nào cũng sẽ lại awake thôi. Tại vì chiêu này khắc chế không thể khắc được trừ chính nó. Có dung nham vào đây. Mục tiêu mình là 3 sao vàng. 10.799 máu. 3.900 á. Ok, Aurora này. Hai con hệ H mới thì hệ nó vẫn bị có thể khắc chế được. Nên mình chưa biết mình có nên dùng không. Để mình xem nào. Nhưng máu nó rất là trâu. Chắc là mình sẽ thay một con. Chắc phải thay một con. Còn chú thể thiên hà không biết là nên có giữ lại không. 10.500 này. Đánh đi. Bằng 1/3 máu của con sói vương. Rồi, chúng ta có thể cho đi học skill này. Và mình sẽ test xem skill nào sói vương thì muốn học skill lên. Full energy. Nó sẽ cộng 0% dam này. Cái này cộng thêm 2% dam nó là 14k máu anh thường. 4% dam. Tất cả dam đều giống nhau hết à. Atro hit vẫn là atro hit. Cộng có 1% dam thôi. Chú thể thiên hà super natural này. Nó sẽ cộng lên khoảng 8% dam. Mấy này là Supernatural. Cái này vẫn là Dear Thunder này. Trừ đi 19%. Man. Trừ 16% à. Cái Out of Time này. Trừ 3%. Ok, cái này chắc mình không nên học làm gì. Cộng 24% dam. Là sao ta? Lúc nãy mình nhớ thấy cộng... có thể thay chiêu, để thay chiêu được. Rồi rồi, mình hiểu. Rồi, chắc mấy con này thì chiêu nó cũng thế thôi, cũng chẳng có gì nhiều. Đây, còn Loyalty đây. Ok, nó có thể học thêm được một chiêu mới cho nó. Vẫn là chiêu đấm à? Cộng 6% dam này. Legacy Spell cộng 89% dam. Ồ, hai chiêu này khá ngon. Cộng 71% dam. Từ nó sẽ anh cái chiêu đấm ấy, chiêu đấm thường ấy. Hai xoắn hai chiêu này là cộng 60% dam này. Wow. Dias Crystal nó là cộng đấy. Full Eye cộng 22% dam thôi. Đấy, nổ quả băng này. Người yếu quá em ơi. 6.500 máu. 7.000 ui. Vẫn nổ ra cái quả cái hiệu ứng vũ trụ này đẹp thế nhỉ. Đẹp đẹp. Chiêu thức con này khá là đẹp. Nhưng mình chưa muốn là luyện tập cho nó. Ok, thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em.
Hẹn anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.